Bộ Y tế cho biết đến nay, gần 1,4 triệu ca COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh. 24 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.021 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 504.859 ca, Bình Dương 290.996 ca, Đồng Nai 98.132 ca, Tây Ninh 77.921 ca, Hà Nội 51.731 ca.